Em nhận phục hồi trục cốt cho anh em nha. Ở đây là cái trục này em đã phục hồi, đắp phục hồi băng. Em cho qua điện nha. Chưa tôi điện để đảm bảo độ bền cho băng cho anh em sử dụng nha. Anh em ở gần ở xa em đều làm được. Hoàng Mai 0907 790079. Em đang chu điện cho anh em xem nha. Chu điện để đảm bảo độ bền cho băng cho anh em sử dụng cho nó độ bền cho nó cao. Rất êm cho anh em sử dụng nha. Này, băng em đã phục hồi rồi nha. Băng phục hồi chứ không phải là băng mới nha anh em. Cái này là của cái tàu thủy của ông khách, cái tay lái tàu của ông khách. Ông sử dụng bằng cái sọ của mấy cái cầu xe. Đây là cái bánh lái, cái bánh lái tàu. Anh em gần xa nào có nhu cầu phục hồi băng lên đi, thân hành được phục vụ nha. Ở đây em phục hồi băng cho anh em là em đều qua chui tôi nha, để đảm bảo độ bền cho băng. Kéo cho thấy đỏ đỏ chơi coi, đó đầy đỏ tươi luôn nha anh em, chín luôn. Anh em ở gần ở xa đều làm được cho anh em nha. Ai đây phục hồi băng là em đều qua chui tôi hết trơn nha, chui điện cho anh em nha, để đảm bảo độ bền cho băng. Anh em ở gần ở xa đều làm được. Hoàng Mai 0907 790079. Rồi nhúng nước đi con, nhúng vô trong thuốc đi, vào dầu đi. Rồi nhúng dầu, tắt máy nhúng dầu đi. Ở đây em chui dầu cho anh em nha, để đảm bảo độ bền cho băng. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ. Hoàng Mai 0907 790079.